Hello, kính thưa quý vị. Đây đã là đêm thứ 9 nha. Lời khuyên cho các bà vợ là nên cho chồng đi cách ly. Nhưng mà anh mà nghiện rượu nghiện thuốc là nên cho đi cách ly để mà bỏ. Đó. Tôi nghiện thuốc lắm, bây giờ hết 2 ngày rồi, 2 ngày rồi thì cổ mà nhìn. Nếu có đâu mà hút, nhờ được ai mua đâu mà hút. Đấy, bà vợ nào mà thấy mà có dính dáng đến chồng mà có thấy nghiện hút nghiện rượu gì thì là mà dính dáng cái F1 thì nên ra khai báo rồi tổng cổ ở trong khu cách ly cho chắc ăn nó bỏ luôn. 2 ngày rồi mà cũng thèm vô kể chứ mà chịu không có mà hút. Đấy thì các bà vợ mà thấy mà có chồng mà đặc biệt là nghiện rượu cho cái F1 đi đó mà không thấy không đi cách ly xin cho đi mà bỏ té rượu, đặc biệt là nghiện rượu nguy hiểm đó. Đấy quý vị nên cho chồng đi đi cách ly nếu như nghiện rượu nghiện thuốc. Đây lời khuyên cho các chị em thì đi vô đấy đi ăn ở để có nhà nước lo, chả phải làm gì cả. Đặc biệt là những cái anh mà lười rất thích hợp cho những cái anh lười biếng vô đấy là ăn chơi ngủ nghỉ, chả phải làm gì cả, khỏe lắm. Đấy thì mọi người thấy hay thì cho like, cảm ơn và hẹn gặp lại vào ngày mai.